chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Con yêu dấu ơi, hãy tin rằng cuộc sống đang dần thay đổi theo hướng tốt đẹp. Những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa sẽ dần đến với con, như những cánh cửa mở ra trước mắt. Hãy đón nhận sự thay đổi với tinh thần lạc quan và niềm tin, bởi vận may và thành công sẽ đến với những ai biết trân trọng và chấp nhận nó. Hãy để lòng tin và sức mạnh của mình trở nên mạnh mẽ như dòng sông cuồn cuộn, vượt qua mọi khó khăn và thách thức trên con đường phía trước. Hãy tin rằng cuộc sống đang dần thay đổi theo hướng tốt đẹp. Những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa sẽ dần đến với con, như những cánh cửa mở ra trước mắt. Hãy đón nhận sự thay đổi với tinh thần lạc quan và niềm tin, bởi vận may và thành công sẽ đến với những ai biết trân trọng và chấp nhận nó. Hãy để lòng tin và sức mạnh của mình trở nên mạnh mẽ như dòng sông cuồn cuộn, vượt qua mọi khó khăn và thách thức trên con đường phía trước. Hãy luôn nhớ rằng, bất kỳ khó khăn nào cũng chỉ là bước đệm để bạn trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy tin vào bản thân và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, vì chỉ cần kiên trì và nỗ lực, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con. Hãy sống hết mình và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đời, bởi đó mới chính là bí quyết để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Không phải là giọt nhỏ, không phải là dòng suối, mà là một trận lũ dồn dập của sự phong phú tràn ngập vào cuộc sống của con. Quá nhiều trong số những người dấu yêu của ta đã quen với việc chỉ đủ sống qua ngày, bị mắc kẹt trong một tư duy của sự đủ đầy vừa đủ. Nhưng ta đang thổi còi báo một thời đại mới, nơi sự sắc sảo của Thiên Linh Thần sẽ tràn vào cuộc sống của con như chưa bao giờ có. Con đứng ở bước ngã của một sự thức tỉnh tài chính, một sự phát huy của sự phồn thịnh sẽ khiến con trầm trồ kinh ngạc. Ta cam đoan với con rằng đây không chỉ là những suy nghĩ ước muốn mà đó là một lời hứa từ trái tim của Cha trên trời của con. Ta là Đức Chúa Trời của những điều không thể, người biến những nơi chết thành những nơi sống và triệu tập những kho báu từ những miền ẩn giấu. Trước khi mặt trăng này chuyển đổi, con sẽ chứng kiến sự thể hiện của lời ta. Hãy đón nhận những dòng nước tràn đầy phong phú của cuộc sống, như một trận lũ dồn dập mang theo sự sắc sảo của Thiên Linh Thần. Đừng ngần ngại chìm đắm trong tư duy của sự đủ đầy vừa đủ. Hãy mở lòng để biết rằng một thời đại mới đang đến. Sự phát triển của tài chính sẽ khiến bạn trầm trồ, kinh ngạc và cảm nhận rõ ràng lời hứa từ trái tim cao cả của Cha trên trời. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời có thể biến những điều không thể thành có thể và mang đến những điều kỳ diệu từ những nơi ẩn giấu. Trước khi mặt trăng thay đổi, hãy chuẩn bị cho sự hiện diện của lời hứa đã được thể hiện. Sự tăng trưởng và thành công không bình thường sẽ mang lại cho cuộc sống của bạn những điều kỳ diệu và phong phú. Có những cơ hội và phước lành đang chờ đợi bạn, chỉ cần bạn tin tưởng và mở lòng ra để nhận. Đừng để nghi ngờ và sự hoài nghi cướp đi niềm tin và hy vọng của bạn. Hãy ôm chặt lấy lời hứa và tin rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Đừng ngần ngại mở rộng trái tim và chấp nhận sự phong phú từ trên trời ban xuống. Hãy tin rằng những điều tốt đẹp nhất đang đợi bạn phía trước. Hãy tin rằng trong mỗi khó khăn, trong mỗi thử thách, có sự hiện diện của một sức mạnh vĩ đại, một tình yêu vô bờ bến mà ta dành cho con. Đừng để những lo lắng và nỗi sợ hãi làm mờ đi niềm tin trong lòng con. Hãy tìm thấy sự yên bình và an lạc trong việc tin tưởng rằng ta luôn ở bên con, hướng dẫn con qua mọi khó khăn.
hãy mở lòng và lòng tin và nhận lấy những hạnh phúc và phước lành mà ta dành cho con, vì ta luôn biết cách làm cho mọi điều trở nên mới mẻ và tươi đẹp. Hãy sống với niềm tin và hy vọng, vì tương lai sáng lạn đang chờ đợi con phía trước. Tôi đang biến hóa thành một tác nhân cho phước lành của bạn. Con có cảm nhận được sự hưng phấn đang được xây dựng trong tinh thần không? Không khí xung quanh đang tràn ngập sự mong đợi của một sự đột phá đột ngột. Trong nháy mắt, những phép lạ tài chính sẽ hiện ra, khiến bạn kinh ngạc không thể nào tưởng tượng được. Những lời cầu nguyện mà bạn đã gieo bằng nước mắt sẽ thu hoạch một mùa màng của niềm vui, khiến bạn ngỡ ngàng không thể nào diễn tả. Tôi đang dẫn dắt bạn từ sự thiếu hụt đến sự dư giả, từ đủ đầy đến hơn cả đủ đầy. Tinh thần lạc quan và niềm tin sẽ là nguồn động viên lớn nhất cho sự thành công trong cuộc sống. Hãy tiếp tục duy trì tinh thần lạc quan và kiên nhẫn, và bạn sẽ nhận thấy những cánh cửa mới mở ra trước mắt. Hãy nhớ rằng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua khi ta đối diện với chúng với lòng quyết tâm và nỗ lực không ngừng. Hãy tin rằng, những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi và không bao giờ từ bỏ. Những lời của bạn chứa đựng sức mạnh và sự phong phú. Bằng cách chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng, bạn sẽ là nguồn động viên lớn lao cho người khác. Hãy tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực và tạo ra những ảnh hưởng tốt đẹp trong cộng đồng xung quanh. Hãy sẵn sàng để được phóng đi vào một chiều mới của tự do tài chính, nơi mà trước đây con bị buộc tay bởi nợ và suy thoái. Giờ đây con sẽ nhảy múa trong những cánh đồng phồn thịnh. Cái chén của con sẽ tràn ngập và trái tim con sẽ hát lên với niềm vui của sự tốt lành của tôi. Thế giới sẽ đắm chìm trong sự kinh ngạc khi con trở thành một bằng chứng sống về sự hoang phí của tình yêu của tôi. Hãy tin tưởng vào bản thân và sức mạnh của mình. Đừng ngần ngại bước vào những cơ hội mới mà cuộc sống mang đến. Hãy nuôi dưỡng ước mơ và khao khát của mình để có thể thăng tiến và tỏa sáng. Dù có gặp khó khăn và thách thức, hãy nhớ rằng mọi điều xảy ra đều mang lại bài học và cơ hội cho sự trưởng thành của bản thân. Hãy sống mạnh mẽ và đam mê, vì chỉ khi đó, con người mới thật sự tỏa sáng và đạt được thành công vững chắc. Tôi không chỉ phước lành cho con vì sự thoải mái của con mà còn vì sự tiến bộ của vương quốc của tôi. Sự giàu có mà tôi đang giao phó cho con không được ôm lấy hoặc tiêu xài cho những niềm vui tạm thời. Đó là một niềm tin thiêng liêng, một sứ mệnh thần thánh để trở thành một kênh của lòng rộng lượng của tôi đến một thế giới đang cần. Khi cửa chướng mở rộng và những phép lạ tài chính bắt đầu hiện ra, hãy nhớ những lời hứa mà con đã đưa ra với tôi trong bí mật, những lời thề thầm kín để gieo trồng vào công việc của tôi, để ủng hộ những nguyên nhân gần gũi với trái tim của tôi. Tôi rất tự hào về con và tin rằng con sẽ tiếp tục truyền bá tinh thần của tôi ra thế giới xung quanh. Đừng quên rằng sức mạnh không chỉ đến từ sự giàu có mà còn từ trái tim lượng thần và lòng nhân ái. Hãy giữ lời hứa và thề nguyện trong lòng, chắc chắn rằng con sẽ là một người mang lại ánh sáng cho xã hội và lan tỏa niềm vui đến mọi người xung quanh. Chúc con thành công trên con đường mà con đã chọn và luôn nhớ rằng tình yêu và lòng nhân ái sẽ là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi muốn nhắc nhở con rằng hãy không bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân và vào những ước mơ mà con đã dành cho chính mình. Dù có bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào phía trước, hãy nhớ rằng sức mạnh đến từ lòng kiên nhẫn và quyết tâm của con. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi niềm tin. Hãy vững vàng trên con đường mà con đã chọn. Hãy để lòng tin và sự kiên định của mình là nguồn động viên lớn nhất trong cuộc hành trình chinh phục ước mơ của mình. Hãy tin rằng mỗi bước đi của con đều được tôi hướng dẫn và ủng hộ, và rằng thành công sẽ đến với những người kiên trì và tin tưởng vào bản thân như con. Chúc con thành công trên con đường mà con đã chọn. Sức mạnh giống như sức mạnh thần thánh đã đưa Kitô từ cõi chết trở về đang hoạt động trong con, phá vỡ mọi chuỗi của sự thiếu hụt và hạn chế. Tôi đang dẫn dắt con vào một mức độ mới của sự đối tác với thiên đàng, nơi đức tin và sự vâng phục của con mở khóa những miền phong phú mà con chưa từng biết đến trước đây. Hãy quản lý phước lành này một cách tốt, vì nó không được trao cho con một cách dễ dàng.
hãy để cuộc sống của con trở thành một dòng sông của sự hào phóng, chảy từ hồ lưu trữ của tình yêu của tôi. Vậy thì hãy đứng lên, đứa con yêu dấu, đứng lên trong đức tin, trong sự kỳ vọng, trong sự tin tưởng vững chãi. Dòng nước đang thay đổi, gió thay đổi đang thổi, và con đang bước vào một chương mới của sự phong phú tài chính. Hãy ôm lấy lời hứa, đi trong sự vâng phục và quan sát khi tôi mở cửa mà không ai có thể đóng lại. Tôi là người cung cấp của con, là người chăn dắt của con, là nguồn của con. Tôi vui lòng đáp ứng nhu cầu của con và làm thỏa mãn những mong ước của con. Hãy tin tưởng tôi trong mùa này vì tôi đang làm một công việc sẽ khiến con ngạc nhiên về Thiên Chúa không thể. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh con, hướng dẫn con qua những thử thách và trở ngại. Đừng bao giờ sợ hãi hay nản lòng, vì tôi sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ con. Hãy dành thời gian để lắng nghe tiếng nói trong lòng mình và hãy tin rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với những ai biết trân trọng và tôn trọng mình. Hãy bước đi vững tin và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Những ngày của sự thiếu hụt đã kết thúc, thời kỳ của hơn đủ đã bắt đầu. Hãy cảm nhận tình yêu của tôi trào đổ lên con, đẩy lùi mọi nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Hãy để đức tin vươn lên trong trái tim con như sự bình minh của một ngày mới. Con đang ở bên lề của một sự đột phá sẽ định nghĩa lại hiểu biết của con về sự phong phú. Hãy kiên trì với những lời hứa của tôi vì chúng là điểm neo của con giữa cơn bão. Tôi không phải là một vị thần của sự khan hiếm mà là của sự phong phú. Tôi không phải là một vị thần của đủ đầy vừa đủ, mà là của sự vượt trội vô cùng hơn những gì con có thể hỏi hoặc tưởng tượng. Kế hoạch của tôi cho con là tốt lành. Suy nghĩ của tôi về con là hòa bình và không phải là ác ý, để ban cho con một tương lai và một hy vọng. Khi con cân bằng trái tim của mình với trái tim của tôi và bước ra với đức tin dũng cảm, con sẽ thấy sự thể hiện của lời tôi trong cuộc sống của con. Những nơi sa mạc sẽ nở hoa, mặt đất khô cằn sẽ trở thành một cái hồ, và sa mạc sẽ vui mừng và nở hoa như những cánh hoa hồng. Khi con đối diện với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống, hãy nhớ rằng tôi luôn ở bên cạnh con, đồng hành và hỗ trợ con. Hãy tin rằng mỗi khó khăn đều là cơ hội để con trưởng thành và phát triển. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng và niềm tin vào bản thân, vì những ước mơ của con có thể trở thành hiện thực nếu con kiên trì và không ngừng cố gắng. Hãy luôn nhớ rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ luôn che chở và yêu thương con hết mực. Hãy tin tưởng và tiếp tục bước đi với niềm tin và lòng can đảm. Con đang bước vào một mùa của ân sủng tăng tốc, nơi những cánh cửa sẽ mở ra mà không có ai có thể đóng lại. Cơ hội sẽ đuổi theo con và những kết nối thiêng liêng sẽ được thiết lập. Con sẽ thấy mình ở đúng nơi và đúng thời điểm, được định vị cho thành công và phong phú. Hãy tin vào quá trình, ngay cả khi cảm thấy không thoải mái. Hãy ôm lấy sự mở rộng vì nó chính là trong sự mở rộng mà khả năng của con để nhận phước lành mở rộng. Con hãy đón nhận những cơ hội tuyệt vời mà cuộc sống dành cho con trong thời điểm này. Đừng ngần ngại trước những thách thức mà hãy nhìn thấy chúng như những bài học để con trưởng thành hơn. Hãy tự tin bước đi trên con đường mà định mệnh đã dành cho con, vì con xứng đáng với tất cả những điều tốt lành đang chờ đợi con phía trước. Hãy giữ vững niềm tin và mãi mãi hướng về phía trước với tâm hồn lạc quan và tình yêu thương với cuộc sống. Hãy buông bỏ những niềm tin hạn chế và suy nghĩ hẹp hòi, vì chúng không có chỗ trong vương quốc của sự phong phú mà tôi đang dẫn dắt con vào. Khi những phước lành tài chính bắt đầu chảy ra, hãy bảo vệ trái tim của mình khỏi sự kiêu ngạo và tham vọng ích kỷ. Hãy nhớ rằng sự giàu có mà tôi đang giao phó cho con không phải là vì vinh quang của con mà là vì tiến bộ của vương quốc của tôi. Hãy là một người quản gia khôn ngoan, tìm kiếm sự hướng dẫn của tôi trong mọi quyết định và đầu tư. Hãy để lòng hào phóng là niềm đặc trưng của con, vì chỉ trong việc cho đi, con mới thật sự nhận được một cách phong phú, và con sẽ gặt hái phong phú. Hãy là một con đường dẫn của phước lành của tôi đến những người cần và quan sát khi tôi nhân lên hạt giống con gieo và tăng trưởng trái cây của sự công bằng của con.
hãy không bao giờ quên rằng trên con đường của sự phát triển và thành công, lòng nhân từ và sự tôn trọng luôn đóng vai trò quan trọng. Đừng để những thành công và tài lộc làm mất đi phẩm chất của con người. Hãy dành thời gian để chăm sóc trái tim và tinh thần của mình, giữ cho nó luôn trong trạng thái sạch sẽ, đẹp đẽ và hướng về những giá trị cao đẹp. Với tấm lòng hướng thiện và sự sẻ chia, con sẽ dần hiểu rõ ý nghĩa thực sự của sự giàu có và phúc lợi. Hãy đặt niềm tin vào việc hướng dẫn từ trên cao và đồng hành cùng những người xung quanh. Con sẽ trở thành một phần của sự thịnh vượng và hạnh phúc chung của mọi người. Đây không phải là một khoảnh khắc thoáng qua mà là sự khởi đầu của một chương mới trong cuộc sống của con. Một chương được đánh dấu bởi tự do tài chính, sự phong phú thần thánh và ảnh hưởng chưa từng có. Hãy ôm lấy cuộc hành trình, tin tưởng vào sự dẫn dắt của tôi và quan sát khi tôi làm điều vượt trội vô cùng hơn những gì con có thể hỏi hoặc tưởng tượng. Con là đứa con yêu dấu của tôi, người được chọn của tôi. Tôi hân hoan với con và mừng vui bằng những bài hát khi con bước vào mùa mới của phong phú tài chính. Hãy biết rằng tình yêu của tôi dành cho con là không đổi và sự cam kết của tôi đối với sự thành công của con là không thể lay chuyển. Vậy thì hãy đứng lên, đứa con yêu dấu của tôi, đứng lên trong đức tin, trong sự dũng cảm, trong sự tin tưởng vững chãi. Điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến và tôi đang dẫn dắt con vào một tương lai đầy hy vọng, phồn thịnh và mục đích. Hãy ôm lấy sự phong phú. Hãy quản lý nó một cách tốt và quan sát khi tôi sử dụng cuộc sống của con để biến đổi thế giới xung quanh con. Đứa con yêu dấu của tôi, thời gian ấn định đã đến, mùa của phong phú siêu nhiên đã đến. Tôi biết rằng con đã đợi đến từng khoảnh khắc một cách hứng khởi và đức tin của con sẽ không bị thất vọng vì tôi là Thiên Chúa luôn trông coi lời tôi để thực hiện nó. Tôi nói lên sự sống vào những giấc mơ chết và thể hiện điều không thể. Hãy chuẩn bị cho những thay đổi đột ngột, những bước đột phá mạnh mẽ và những phước lành bất ngờ sẽ khiến con ngạc nhiên về sức mạnh và lòng hào phóng của tôi. Con đã gieo nước mắt và lời cầu nguyện vào đất như những hạt giống. Và giờ đây con sẽ thu hoạch một mùa màng của niềm vui mà tiền bạc không thể mua được. Những dòng suối trong hoang vu sẽ bắt đầu chảy ra và con sẽ uống sâu từ những giếng cứu rỗi, nơi mà trước đây trống rỗng giờ sẽ tràn ngập và nơi mà từng có những bức tường vỡ nát và thành phố tan hoang. Tôi đang xây dựng lại trên một nền tảng vững chắc, đặt con một cách vĩnh viễn trong một xứ phong phú. Đừng nghi ngờ về sự vĩ đại của những gì tôi đang làm. Dù tâm trí của con không thể hiểu được, tinh thần của con chứng nhận sức mạnh không giới hạn thông qua đức tin, tôi có thể làm việc hơn xa hơn mọi điều con hỏi hoặc tưởng tượng. Các kho của thiên đàng tràn ngập với những phước lành được dành riêng cho con, chờ đợi thời gian ấn định, thời gian đó là bây giờ. Một sự thay đổi địa chấn đang diễn ra trên cuộc sống của con. Con sóng to lớn của ân sủng của tôi đang dâng lên và không có gì có thể ngăn cản nó. Con sẽ bị ngạc nhiên, mừng rỡ vì sự to lớn của những gì tôi đang rót vào. Hãy để kỳ vọng của con vươn cao, mở rộng tầm nhìn và để chỗ cho sự gia tốc đột ngột. Tôi mang lại, đây không phải là thời điểm cho những lời cầu nguyện nhỏ bé hoặc suy nghĩ hạn chế. Mở rộng khả năng của con để nhận những phước lành hoành tráng của tôi. Tôi mong muốn con trải nghiệm đầy đủ những gì tôi đã chuẩn bị cho con. Không chấp nhận những miếng bánh nhỏ nhặt chỉ rơi từ trên bàn. Hãy hỏi to, mơ to, tin to. Không giới hạn cho những gì tôi có thể làm. Hãy quan sát ngay bây giờ khi những kết nối thiêng liêng, những bước đột phá tài chính và những cơ hội siêu nhiên bắt đầu thể hiện. Những phước lành mà con bị truy đuổi sẽ vượt qua con. Ân sủng mà tiền bạc không thể mua được sẽ tạo ra những lối đi khi trước đó không có. Tôi sẽ mở lối khi dường như không có lối và nhu cầu của con sẽ được cung cấp một cách hoang phí theo những giàu có vinh quang của tôi. Đừng ngạc nhiên khi những phép lạ bất thường diễn ra và những trải nghiệm thay đổi cuộc đời xảy ra, đưa con vào một hành trình con không thấy đang đến. Tôi là Thiên Chúa của sự đột ngột. Tôi sẽ di chuyển những ngọn núi mà con không nhận ra tồn tại và phá vỡ những rào cản mà con không có sức mạnh để phá vỡ. Sự thay đổi tài chính này trên cuộc sống của con không chỉ dành cho con, mà còn cho việc tiếp tục mục đích của tôi trên trái đất.
tôi đang giao phó các nguồn lực của thiên đàng cho con vì tôi biết con, trái tim của con đã nhượng bộ cho tôi, con đã biến quản trị trở thành một lối sống, tôn vinh tôi bằng những điều đầu tiên và tốt nhất của con. Tôi có thể đổ ra một cách dồi dào, biết rằng bàn tay của con sẽ không nắm chặt mà sẽ luôn mở ra khi tôi ban phước cho con. Đừng quên những người nghèo, những người tan vỡ, những người lạc lối và những người bị bỏ qua. Sử dụng dòng tiền đổ vào để trở thành những bàn tay và chân của tôi để chữa lành cho một thế giới đang cần. Khi con gieo vào vương quốc của tôi, con luôn sẽ thu hoạch một mùa màng công bằng. Gần hay xa, hãy cho đi một cách hào phóng khi tôi hướng dẫn con và khi con đáp ứng những nhu cầu của người khác, nhu cầu của chính con sẽ được thỏa mãn tràn đầy. Hãy luôn tập trung vào giọng nói của tôi trong thời đại mới này. Kẻ thù sẽ cố gắng phá hoại thông qua sự lừa dối, sự phân tâm và sự nản lòng những gì tôi đang xây dựng trong cuộc sống của con. Hãy cảnh giác, bắt mỗi suy nghĩ bắt giam trong vây sự vâng phục của Đức Chúa Trời. Hãy cân nhắc mỗi cơ hội một cách cẩn thận thông qua lăng kính của sự hướng dẫn của tôi. Quản lý thời gian, tài năng và của cải của con với cái nhìn về vĩnh cửu. Hãy để lời ca tụng và lời tạ ơn luôn ở trên môi con vì sự phong phú này là một món quà của ân sủng của tôi. Tôi rất vui khi ban phước và ơn lành cho cuộc sống của con. Niềm vui của tôi là thấy con phát triển mạnh mẽ, mảnh mai và sống trong chiến thắng. Mối đối tác giữa chúng ta đang sâu sắc hơn khi chúng ta cùng tiến lên trong vương quốc của tôi. Đừng mệt mỏi trong thời gian chờ đợi vì thời khắc ấn định đã đến gần. Sớm thôi, con sẽ chứng kiến trực tiếp sự thật của lời tôi và quyền năng của tôi. Tôi ban ân điều ấy nhiều đến con, để trong mọi điều, vào mọi lúc, có tất cả những gì con cần, con sẽ dồi dào trong mọi công việc tốt lành. Hãy mừng vui vì ngày trả thù và phần thưởng đang bắt đầu. Người yêu dấu, con đang bước vào một miền mới, một chiều hướng mới của khả năng. Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Những giới hạn và khó khăn cũ sẽ phai nhạt trong ký ức khi tôi dẫn dắt con vào một tương lai của tự do, sự ưu ái và sự gia tăng siêu nhiên. Đây là di sản của con làm con của tôi. Tôi không giấu giếm gì. Kho lưu trữ của tôi tràn ngập những phước lành dành riêng cho con. Hãy mở tay rộng để nhận những gì tôi đã chuẩn bị cho con. Sự đột phá của con sắp đến. Sự chuyển đổi đang diễn ra ngay khi con đọc điều này. Con có thể cảm nhận được sức mạnh đang tăng lên, sự sắp xếp thiên thần, những phước lành đột ngột, sự thay đổi đột ngột. Tất cả đều ở đây, thời gian ấn định đã đến. Tôi đang di chuyển vì lợi ích của con, phát hành những điều kỳ diệu sẽ làm con ngạc nhiên và sửng sốt. Câu chuyện của cuộc đời con đang được viết lại, những chương khó khăn và sự thiếu thốn đang nhường chỗ cho sự gia tăng phi thường. Ân sủng và sự chuẩn bị vượt xa những giấc mơ dại dột nhất của con. Tôi đang đưa con đi xa hơn và nhanh hơn những gì con nghĩ là có thể. Khi chúng ta hợp tác cùng nhau để tiến bộ vương quốc của tôi, con đã được tìm thấy trung thành trong những điều nhỏ bé. Vì vậy bây giờ tôi đang giao phó cho con những điều vĩ đại hơn. Các ranh giới đang được mở rộng, sân chơi được mở rộng. Đến lúc mở rộng tầm nhìn và điều chỉnh tư duy của con với những khả năng không giới hạn mà tôi đã chuẩn bị cho con. Đừng khinh thường những khởi đầu khiêm nhường, vì chúng là những viên gạch cơ bản trên đó tôi đang xây dựng tương lai của con từng bước một, từng bước một. Tôi sắp xếp bước đi của con và chỉ đạo con theo con đường. Hãy tin tưởng vào thời gian của tôi. Tôi không bao giờ di chuyển con quá sớm mà đã chuẩn bị cẩn thận cho mỗi cấp độ mới. Điều tôi bắt đầu, tôi sẽ hoàn thành. Vì vậy hãy bước vào ngày mới này, chương mới này với sự dũng cảm và niềm tin. Tôi yêu con với tình yêu vĩnh cửu và tôi luôn ở bên cạnh con, là cha trên trời của con. Amen. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng ủng hộ. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy bình luận rằng Chúa tốt lành. Cảm ơn đã xem theo dõi chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa Giêsu của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh.
Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Chúa chúc lành bạn. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.